chạy đúng không? Tôi ghét thế là tôi tin chuyên gia là thuốc giết là giả giá nhiều, nó đang bị thuốc giả nhiều hơn thuốc thiệt rồi. Không được có hút ghê đó, y như mùi dán á. Ôi qua không có tiền hết. Vẫn nay vẫn bây giờ nhờ đâu đi được. Tôi chủ chức mang qua đúng không? Đi đâu cái sở anh Nam thì có tội ghê à, bảo ăn tất miếng. Thèm, người ta đâu thèm ăn đâu. Không thèm ăn. Chuyện người ta bây giờ thì ăn. Đã đâu mình. Một cái heo mà ăn gì ạ? Ăn nữa bé uống nặng theo ai yêu. Thuốc gì hút chỗ này bà mua lâu chưa? Còn thuốc khác không? Ôi, cái thuốc này nó in chữ hero méo xẹo kìa nè. Kìa. Em đi đổi cái khác đi má. Nhưng nó bị làm giả. Cái chữ hero mà nó in méo xẹo rồi là hiểu rồi cái nè. Nhìn xem, có in ngay đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Cái méo giả giả. Cái méo nè, mà mà. Nè, chụp lại một nói em ngửi thử coi có nghe mùi thuốc không. Em không biết mùi là mùi nào đâu. Thì em cứ ngửi thử coi, đã em không biết thuốc thuốc này em ngửi coi có nghe mùi thuốc không. Nè chơi, ra đây bà chụm lại bà ngửi nè. Cái mùi gì? Nè, mà anh ngửi rồi. Mà đây mùa đâu? Mùa đâu? Không biết. Chụm lại hửi rồi. Người ta chỉ hửi xưa qua thôi là thơm phức cái mùi hero. Con hửi ngay cái đầu thuốc á. Đó. Ngay cái mùi gì á. Trời ơi, thôi, muốn nói chung mà. Đang thèm thuốc chết mẹ.
khi nó có thuốc giả ấy. Tốt là nó làm giả nhiều lắm em ơi. Vâng rồi. Trung Quốc giờ mà. Con đi làm chưa? Hồi nãy con đi lâu chưa? Em có dậy chưa? Chị đi lấy tiền, mẹ đi lấy tiền xong rồi về. Kêu kênh mạnh tối lên lấy tiền nha. Ơ thằng gì đó, thằng gì đó, thằng Lâm. Rồi. Hả? Rồi không có nhậu đâu. Thôi à. Dĩ nhiên rồi. Mẹ mày ngoan lắm, mày phải ngoan giống mẹ mày mới được nha. Mẹ phải làm gương cho con. Thôi nha. Con hư tại mẹ mà, chứ mẹ hư con hư mẹ làm chết. Tại vì mẹ hư mẹ biết mẹ xấu rồi. Mà mẹ đâu muốn cho con hư giống mẹ được. Vậy nha. Cho ly đá chanh đi à. Chơi bên tươi đi, làm tôi uống nhanh nhanh, tôi đi coi, làm cho tôi uống nhanh nhanh, tôi đi coi, khi nào rảnh rảnh lên tôi chơi nha. Rồi nãy ăn không nổi cái lẩu luôn. Nó chả cá viên viên á, tôi sợ không chết. Ông Tướng lúc này có liên lạc với bà không? Cũng nhắn cho tôi hoài. Nhanh lên thôi, miếng về coi. Đây lát bà đưa tiền vừa cho tôi luôn nha. Trái là 100 đến 5 ngàn, tôi lấy 100 ngàn thôi.
tính tiền ly nước chanh 10.000 nó có 90 rồi. Trả thuốc giả lại là tôi hút thiếu thiệt. Cái thứ ba đó hả? Ôi, tôi mua 2 thùng. Mỗi 1 thùng là nó có 4 gói. Tôi cho mấy thằng kia hết mớ rồi, cho lại đi bán nữa. Gì cái kinh à. Hey.
ngoại rồi đó, bạn theo tôi á. Hả? Mèo là chảnh mèo đó. Giờ sẽ cho. Nhìn ở ngoài thấy ớn mà nhìn ở trong cũng thấy được đúng không?